Riot sắp cập nhật bot trong chế độ đấu máy cho thông minh hơn. Với một tựa game phức tạp và cộng đồng có phần toxic như Liên Minh, thì nhiều tân thủ khá ngại việc phải đánh với người vì có thể xích mích, cãi nhau, qua đó ảnh hưởng khá nhiều tới tâm lý. Trong khi đó, chế độ đấu máy, một công cụ để tân thủ luyện tập, từ lâu đã trở thành một trò cười khi trí thông minh của chúng quá tệ. Thậm chí bạn có thể 1-5 trong nhiều tình huống, khiến ngay cả những người chân ướt chân ráo cũng dễ dàng chiến thắng, qua đó chẳng học hỏi, luyện tập được gì để nâng trình. Hiểu được điều đấy, mới đây Riot cho biết sẽ cập nhật lại AI của bot trong chế độ máy để chúng thử thách hơn. Trong bài đăng mới nhất, Riot nhá hàng một số tính năng mới của bot. Bot giờ có thể đi rừng, ganh, thậm chí ăn rồng. Cải thiện để bot biết suy nghĩ tới chiến thuật và có lối chơi phù hợp. Bot được cập nhật theo meta, ví dụ lối lên đồ mới nhất, tướng đang mạnh. Bên cạnh đấy, bot đấu máy liên minh cũng được cập nhật lại bể tướng, nghĩa là ta sẽ được đối đầu với các tướng ra mắt sau này, chứ không chỉ loanh quanh Annie, Ashe nữa. Và điều quan trọng nhất là sẽ có nhiều tùy chọn độ khó từ thấp tới cao, phù hợp với khả năng game thủ, dù mới tập chơi hay đã biết cơ bản về liên minh và thử thách bản thân dần dần. Cuối cùng, Riot nhấn mạnh, đấu máy sẽ nghiêm túc hơn, thậm chí có thể xem như một chế độ mới để bạn thử nghiệm. Đặc biệt hơn, bạn còn có thể thực hiện một số thao tác tùy chỉnh toàn phần với bot đấu máy, giống phòng tập vậy. Rất có thể, bộ công cụ riêng dành cho bot như kêu gọi ganh, ăn rồng, lên trang bị sẽ được tích hợp để người chơi thử nghiệm như đang đánh rank thật. Việc cập nhật AI cho đấu máy có thể sẽ ra mắt vào cuối năm nay. Hiện tại, cộng đồng đang rất phấn khởi về thông tin này và hy vọng không chỉ đấu máy thông thường được cập nhật, mà Riot còn áp dụng công nghệ mới này và mang trở lại máy siêu khủng khiếp, một chế độ được yêu thích không kém gì URF nhưng đã vắng bóng từ rất lâu.